Ok, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với channel của mình, mình là Đạt đây. Hẳn là anh em trong hành trình khám phá Inazuma khi làm nhiệm vụ tế lễ thần anh đào hay là đi thám hiểm thì anh em đã có thể bắt gặp cái vật phẩm phiến đá như thế này. Thì nó thực sự là có một bí mật đằng sau nó, bí mật của cái vật phẩm là về một cái kho báu, theo mình là giá trị nhất Inazuma. Nó sẽ cho anh em công thức chế kiếm đơn Inazuma, mình gọi là Katana nha anh em. Một thanh kiếm khá là phù hợp với nhân vật đang rất hot bây giờ, đó là Ayaka. Nhiều anh em cứ hỏi mình là nhân vật này dùng kiếm gì, thì ngoài kiếm hắc nham ra thì còn kiếm rèn Inazuma cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách làm trọn vẹn cái nhiệm vụ này. Trước khi bắt đầu thì anh em hãy giúp mình bằng cách đăng ký kênh nha anh em. Điều này sẽ giúp mình rất nhiều, cảm ơn mọi người. Ok, để nhận quest thì anh em hãy đi lên đảo Jiren. Nếu anh em chưa mở khóa điểm dịch chuyển, hãy đi bằng thuyền như mình đây. Ở đây có hai nhiệm vụ anh em ạ, và hai cái đều là giải thoát, nhưng một cái là giải thoát cho người và một cái là giải thoát cho cậu vàng. Về cái nhiệm vụ giải thoát cho cậu vàng thì tùy anh em chọn, nhưng mà mình vẫn hướng dẫn anh em làm bởi vì nó tiện ở đây rồi. Anh em hãy mở khóa điểm dịch chuyển trước, có gì còn quay lại cho nó dễ. Đến đảo thì anh em có thể thấy có một con chó đang ở bị nhốt ở trong lồng đây. Anh em tiêu diệt kẻ địch nhưng mà vẫn không mở được cái lồng này, nên là anh em cần phải tìm chìa khóa. Hãy di chuyển như video để tìm chìa khóa. Chìa khóa để mở cái lồng thì thực sự là nó có rất nhiều, nằm ở rất nhiều nơi trên đảo này. Lúc mình quay video này thì mình lấy nó ở trên cái thang trên đây, cũng khá là xa. Anh em có thể tìm được cái chìa khóa nào gần hơn trên đảo thì anh em cứ tìm ha. Không, nếu anh em không tìm được thì di chuyển như mình nha. Ok, khi kiếm được chìa khóa rồi thì anh em hãy quay lại giải thoát cho con chó là xong. Bây giờ anh em hãy quay lại cái đảo lớn, trèo lên cao. Ở đây có một tốp lính đang canh giữ một NPC. Anh em tiêu diệt hết lính nhưng mà cũng không mở được cái khóa, thì anh em lại phải tìm một cái chìa khóa, và NPC sẽ cho anh em biết là cái vị trí của cái chìa khóa nó ở trên cái cây này. Khi lấy được cái chìa khóa thì anh em quay lại chỗ NPC và mở khóa, và chúng ta sẽ nói chuyện với NPC. Và lúc này chúng ta sẽ được dịch chuyển tới một vị trí khác. Ok, đến đây thì có hai trường hợp. Một là anh em kiếm đủ phiến đá rồi thì nó sẽ nhảy quét. Còn nếu như anh em chưa có phiến đá và mình nghĩ thường là như thế, thì nó sẽ quét, nó sẽ đứng lại. Và nó sẽ yêu cầu anh em đi tìm phiến đá và nó không có gợi ý gì hết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tìm 4 phiến đá. Anh em chú ý nha, 4 phiến đá thì 3 phiến nằm trong quét khác. Anh em cần phải làm cái quét tế lễ thần anh đào, mở khóa điểm dịch chuyển thì mới có thể tìm được cái phiến đá như vậy. Hai video về cái tế lễ thần anh đào thì mình đã làm rồi, một cái hướng dẫn quét chính và một cái hướng dẫn mở khóa những cái cơ sở ngầm bên dưới. Em có thể xem ở phần mũi tên đăng chỉ đây, mình sẽ để cái link vào trong video nha anh em. Ok, hoặc là link ở trong phần mô tả nha anh em.
Cái này là bắt buộc đó anh em, nếu mà anh em không làm cái nhiệm vụ tuyết đất thời anh đào thì anh em sẽ không thể lấy được đâu. Nhưng mà một khi anh em đã làm rồi thì nó lại trở nên rất dễ thôi. Ok, ba phiến đá nằm trong quét tuyết đất thời anh đào rồi, chỉ còn một phiến đá anh em có thể lấy được ngay. Đây là vị trí của phiến đá số 1, anh em dịch chuyển tới nhà của Kamisato. Và anh em di chuyển theo video nha. Với anh em đã làm cái quét tuyết đất thời anh đào rồi thì đây có lẽ là cái phiến đá cuối cùng. Cái phiến đá số 1 này nó nằm ở trong cái lều, nó được phủ ở bên dưới một đống rơm. Anh em chú ý nó lấp lánh ánh sáng ấy nha. Phiến đá số 2 ở dưới giếng, nó cũng là một phần của quét tế lễ. Ok, anh em dịch chuyển đến làng, sau đó anh em chạy thẳng xuống giếng này. Nếu như anh em chưa làm cái tế lễ thời anh đào thì cái giếng này sẽ bị khóa nha anh em. Ok, ở đây là mình đã mở ra rồi và mình cũng đã lấy phiến đá rồi. Mình chỉ chạy xuống để chỉ cho anh em xem vị trí của nó thôi. Nó ở trong cái phòng mà có cái rương hiếm á, ở mấy cái chỗ đống hộp gỗ. Mình nghĩ nếu anh em đã làm quét tuyết đất thời anh đào rồi, đi qua đây chắc chắn là anh em đã lấy rồi. Trong trường hợp mà anh em bỏ quên thì nó ở đây nè. Ok, mình mượn một cái video của ai đó lấy được cái phiến đá ở đây. Phiến đá số 3 và số 4 nằm gần nhau ở dưới đảo Araumi. Anh em có thể xem cái video mở khóa giải đố. Còn nếu anh em vẫn gặp rắc rối trong việc giải đố mấy cái trụ lôi và mở khóa khu vực thì mình nghĩ anh em nên tham khảo thêm những video khác. Rất xin lỗi nếu như là video của mình không giúp anh em mở khóa được mấy cái giải đố này. Còn nếu mà nó giúp được anh em thì thật sự là mình rất mừng luôn. Ok, đây là vị trí của phiến đá cuối cùng. Anh em mở khóa cái điểm dịch chuyển này thì chạy thẳng xuống dưới. Nó nằm ở chỗ cái tàu đắm ấy. Cái này trong video trước thì mình cũng nói rồi, anh em nhớ xem cái video hướng dẫn mở khóa điểm dịch chuyển và mở khóa bí cảnh con tàu đàn cửa nha. Ok, khi mà anh em kiếm đủ 4 phiến đá rồi thì cái quét kho báu của nông dân nó sẽ tự động được kích hoạt. Anh em đi làm cái quét này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Quét cho chúng ta. Ok, để bắt đầu thì anh em dịch chuyển đến đảo Jinren. Ở đây sẽ gặp NPC và chúng ta sẽ nói chuyện với NPC này. Sau đó NPC sẽ chỉ cho chúng ta đi tìm kiếm ở dưới cái thác nước, nhưng mà thực ra đó là một cú lừa anh em ạ. Ok, để đến cái thác nước thì anh em ấn V để nó chỉ hướng đến đảo Araumi, anh em dịch chuyển tới, sau đó bay xuống đây. Ở cái chỗ tìm kiếm này thì anh em lưu ý là hãy sử dụng cái góc nhìn nguyên tố để nó dễ nhìn hơn. Lúc tìm ở đây thì mấy cái vị trí cần tìm nó màu nó trùng với màu đất khá là khó nhìn. Ở đây cũng có cả quái quái vật tập kích nữa nên anh em chuẩn bị chiến đấu nha. Ok, tìm tất cả những cái chỗ có thể khai quật được và sau đó thì phát hiện là một cú lừa. Khi anh em quay trở về đảo để tìm NPC để hỏi chuyện thì NPC đã biến mất. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục phải đi tìm NPC này để tính sổ. NPC biến mất thì nó dịch chuyển đến cái đảo to ấy anh em, đảo bự ấy, đến đoạn này thì chúng ta bơi qua. Ở đây có rất là nhiều quái vật, có nhiều lắm luôn. Chiến đấu khá là lâu đấy. Mình nghĩ là anh em lên vác đội hình mạnh nhất ra. À, đây có một cái đoạn đối thoại khá là vui anh em nhé. Trước cái đoạn chiến đấu này có một đoạn đối thoại khá là vui, anh em đừng skip, đọc hay lắm. Sau khi thịt xong bọn quái thì chúng ta sẽ được NPC cho một cái chìa khóa. Và sử dụng cái chìa khóa này để mở cửa cái hầm ở đây. Đây là lúc mà bí mật của 4 phiến đá được sáng tỏ. Đó chính là nó thiếu 4 phiến đá ở đây. Anh em đặt 4 phiến đá vào đây. Và giải đố thì cái này đơn giản lắm, nó chỉ là một cái bước đi. Làm sao cho một đi một đường thì nó lắp full hết, mình cứ đi bừa cũng được anh em à, không có gì đâu.
mình đứng ở đâu thì mình đi ở đấy luôn. Ok. Đến trong này thì toàn là nấm rơm với cả tiểu mạch với cả cà chua thôi, không có gì ở đây cả. Quá khó báo ạ. Sau khi cảm giác bị lừa thì NPC và chúng ta di chuyển trở về làng. Cái làng này là cái làng bắt đầu của câu chuyện Tế Lễ Thần Anh Đào luôn đấy anh em. Quay trở về làng thì nói chuyện với NPC. Và lúc này thì quest đã xong rồi. Đoạn này thì đoạn đầu video anh em cũng thấy mình trích một đoạn vài cảnh rồi. Nó trả cho chúng ta phần thưởng đấy. Ok. Chúc anh em thành công nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video hướng dẫn về Inazuma cũng như Genshin Impact. Anh em hãy để lại bình luận nếu như anh em có muốn làm một cái video về quest gì đấy hay giải đấu gì đấy nha.